thuyền. Và xin chào các bạn đây, hôm nay chúng ta sẽ gặp thuyền để đi thả thả thuyền nhá. Xin chào các bạn. Chưa luôn. Thuyền nào bé to lắm. Thuyền lớn, không phải thuyền nhỏ. Các bạn thấy sao? Thì cho mình 1.1 like. Các bạn có ý xuống dưới này. Tại vì ý xuống dưới. Đây là cái mũ của bó. Các bạn hãy nhìn xem mũ thằng bo như thế nào. Đúng rồi, sai sai đúng không? Đúng, đúng rồi, đọc thuyền nhóc. Mấy chàng chú đi vuông à? Đọc thuyền, thuyền để đi bơi, tí nữa để đi bơi. Thuyền đi vuông à? Đi bơi, đọc thuyền hình như canh giác à? Mấy ông thuyền lại là mũ lắm. Ê, thì sao bạn, mình thấy con thuyền, mình có cái mũ thế. Chào bạn, mình chào bé mũ. Mũ trẻ trai. Mũ sinh nhật. Giá đứng ra để bố làm. Có làm thuyền nhỏ hay thuyền to? Bố làm thuyền to luôn. Chá không bố làm thuyền nhỏ à? Thuyền nhỏ có. Đấy, ngày xưa thì thường bé này hay thập thở hay là dùng với bạn bè hay đủ. Ngày xưa bé thì bạn bè bố hay rủ nhau gặp thuyền lắm. Làm thuyền nó đua. Xem thả dưới dòng nước trôi á. Xem thuyền ai đi về đích trước, thuyền ai về bờ trước ấy. Nước trôi à? Đúng không? Đấy. Bố ai? Bạn của bố à? Bạn bố ngày xưa. Bạn ngày xưa. Đúng rồi. Bố bé bạn về à? Ngày xưa bạn về à? Đấy. Ngày xưa bố làm. Bố đã hoàn thành xong một cái thuyền. Thuyền đi rồi. Bố đừng nhi nữa. Để cho cái thuyền. Nhi nữa. Rồi, để bố gặp tiếp. Thuyền gặp nhiều thì là cánh à? Không ca, cái thuyền này phải có ca chứ. Ca gì? Ca đang. Ừ. Nó trôi nè. Các bạn hãy đi nhìn xem đằng con đó có làm gì không nhá, tao biết. Gì đấy? Đang làm một cái chiếc thuyền. Bước vào đấy ạ. Các bạn ạ, cái thuyền này là không thể bơi được. Các bạn lúc trước thì đừng người chiến thắng. Các bạn hãy nhìn xem. Về lên. Các bạn nhìn đôi bạn. Chơi bạn nào? Chơi em. Không biết các bạn, các bạn nhìn đôi bạn nào đây, chơi bạn nào đây, con chơi bạn nào? Bác chỉ chạy thuyền. Ông cho bạn chỉ chạy thuyền. Bơi làm thuyền, thuyền giống như mẹ. Không cho các bạn thả thuyền á? Thuyền giống như mẹ thuyền. Để các bạn thấy sao, thuyền này đẹp lắm mà gặp được cả con cá sấu nữa. Nào đi, để bố vô gặp thuyền. Làm gì đây? Xin chào Bo, thằng Bo đang được nhỏ đất. Các bạn ạ, các bạn hãy nhìn xem thằng Bo có gì không nhá. Nào. Thằng Bo không? Rồi, tắt đi là tiếp tục.